Barca thắng trận thứ 6 liên tiếp. Tiền vệ Pedri ghi bàn duy nhất giúp Barca hạ Getafe 1-0 ở vòng 18 La Liga tối ngày 22 tháng 1. Qua đó nâng mạch toàn thắng lên 6 và bất bại lên 11 trận. Phút 35, từ pha mất bóng ở giữa sân của Getafe, trung vệ Andreas Christensen truyền một chạm để Rafinha băng xuống bên cánh trái. Tiền đạo Brazil đưa bóng vào vòng cấm để Pedri ngoài người dứt điểm chéo góc hạ thủ thành David Soria. Đây là lần đầu tiên tiền vệ Tây Ban Nha ghi bàn trong hai trận liên tiếp cho Barca tính trên mọi đấu trường. Trận trước, Pedri góp một bàn giúp Barca hạ Real 3-1 ở chung kết siêu cúp Tây Ban Nha. Tính xa hơn, ba bàn gần nhất của cậu bé vàng 2021 được ghi từ mỗi cú sút trúng đích duy nhất của anh trong trận đấu. Trận này huấn luyện viên Xavi xếp ân sư Fati đá cao nhất trên hàng công, thế cho Robert Lewandowski, người vắng mặt vì án treo giò. Sự thiếu vắng này khiến Barca trải qua hiệp một khó khăn. Dù ghi bàn dẫn trước nhờ công Pedri, ngay phút 4, lưới của họ thậm chí tung lên sau cú dứt điểm của Borja Mayoral, nhưng bàn thắng không được công nhận cho Getafe vì lỗi việt vị. Phút 43, Caleb Alena xâm nhập vòng cấm rồi đưa bóng cắt ngang khung thành. Ngay sau đó, Pedri chuyền về lỗi, thành pha kiến tạo để Mayoral đối mặt Marc-André ter Stegen. Tuy nhiên, thủ thành Đức đã sửa sai cho đồng đội. Cục diện ở hiệp 2 diễn ra cân bằng, với cơ hội chia đều cho hai bên. Tình huống ngon ăn nhất với Barca đến ở phút 85, khi Franz Kessié dứt điểm trong vòng cấm nhẹ và đúng vào vị trí của David Soria. Trận đấu khép lại với cú đánh đầu cận thành của Joao Lataça bị ter Stegen bắt gọn ở phút bù thứ 3. Với chiến thắng này, Barca xây chắc đầu bảng với 44 điểm qua 17 trận. Đây là số điểm cao nhất mà câu lạc bộ xứ Catalonia giành được trong cùng giai đoạn tại La Liga kể từ mùa giải vô địch 2017 đến 2018 với 45 điểm qua 17 trận đầu. Thầy trò Xavi cũng nối dài mạch thắng lên 6 trận khi hạ Inter City, Celta tại cúp nhà vua, Real Betis, Real Madrid tại siêu cúp Tây Ban Nha và Atletico Madrid, Getafe ở La Liga. Barca còn nối dài mạch bất bại trên mọi đấu trường lên 11 trận kể từ trận thua Bayern 0-3 trên sân nhà Camp Nou ở lượt áp chót vòng bảng Champions League hồi tháng 10 năm 2022. Ngày 25 tháng 1, Barca tiếp Real Sociedad ở tứ kết cúp nhà vua, rồi hành quân tới sân Girona đá vòng 19 La Liga ngày 28 tháng 1. Đội hình thi đấu: Barca, ter Stegen, Roberto Alonso 77, Cao, Christensen Garcia 46, Van Alba 46, Gavi, Busquets, Pedri, Rafinha Kessié 62, Fati, Dembo, Getafe, Soria, Suarez, Jin, Duarte, Andres, Igosa Sosa 84, Alena, Villa Seguin 84, Angovia Villa 62, Maiorzalpozteu 77, Unan Lataça 84. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.